Vậy là hai lữ khách đã sẵn sàng với thử thách thứ ba, cũng là thử thách cuối cùng của hành trình ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng đón xem thử thách cuối cùng, xin ở trọ. Bạn hãy xin ta túc một ngôi nhà bất kỳ. Nằm tại khóm Vĩnh Trung, phường 2 Vĩnh Châu, xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Lưu ý, không được phép lấy lý do đang tham gia chương trình để xin ở lại. Không được rồi. Xin ở lại thêm một đêm. Đi nữa. Cái cảm giác mà khi mà thả rít đến Sóc Trăng mà ngay cái vùng người dân tộc nữa thì thực sự nó khá là khó khăn, tại vì không nghĩ mình sẽ phải giao tiếp với người ta như thế nào, mình có thể xin được nhà không, vì đó là cái suy nghĩ nhiều nhất. Trải qua thử thách 1, thử thách 2 rất là đơn giản, dễ dàng một cái thử thách thứ 3 tuy rất dễ nhưng mà ngược lại là không dễ. Cho hỏi coi ở nhà không ạ? Với kinh nghiệm từng đi xin nhà, Hoàng Khoa có vẻ khá tự tin. Con ở trên Sài Gòn xuống á, mà hôm nay con về không có kịp. Con có thể xin ở cô nhà cô một đêm thì không ạ? Nhưng đã bị từ chối ngay ngôi nhà đầu tiên. Thấy một căn nhà rất là đẹp, rất dễ ý. Chào anh chị. Em xin phép, em xin hỏi ai là chủ nhà vậy? Dạ chào chú. Dạ chào thím. Con xin phép cô chú có thể tối nay cho con ngủ nhờ ở gia đình một đêm được không ạ? Ngủ đấy hả? Dạ. Cái chỗ không thành vấn đề, quan trọng ở dáng cũng được, ở giọng cái không thành quan trọng vấn đề. Vấn đề là quan trọng là cô chú có cho phép con ngủ lại với gia đình mình hay không? Không có chỗ. Vậy con cảm ơn cô, con xin phép con đi. Cảm ơn chú, chào chú. Cái căn nhà đầu tiên thì số lượng người rất là đông, cô cũng rất là muốn cho. Nhưng mà cô nghĩ lại đi thì nghĩ lại cô ngại vì cô sợ mình không có chỗ cho mình ở. Không được rồi. Em bị lỡ đường, em có thể xin tá túc qua đêm ở ngoài hiên rồi được không chị? Đồng ý. Em muốn xin tối nay cho em ở lại rồi được không? Được. Xin nhờ cô ở trọ qua đêm được không? Dạ được, nhà cô được. Phiền anh, cho em xin ở trong nhà anh đêm nay được không ạ? Dạ chào anh. Anh ơi, tại vì em cũng ở xa đi thì hôm nay cũng lỡ đường thì em xin phép anh chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm ở đây được không ạ? Dạ, để hỏi thăm gia đình được ạ. Dạ, con tên gì? Mẹ Mâm hả? Con nói tiếng Việt giỏi quá. Con đi học chưa? Đi rồi. Đi rồi hả? Đi học mẫu giáo hả? Nhà trẻ lớp 1. Lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 hả? Lớp 5. À lớp 5 à. Thôi chị giỏi quá ta. Là đây, lên đây, chạy đâu vậy? Dạ, cảm ơn chị. Cái vấn đề khó khăn là họ rất là chân thành, họ muốn cho Trinh ở lại, mà cái vấn đề họ không có chỗ nào ngủ để cho Trinh ngủ, họ ngại như vậy. Lần này thất bại rồi, đi nữa. Dạ, chào bà. Dạ, bà ơi, con ở Sài Gòn xuống đây á, mà hôm nay con đón xe về không kịp, con có thể xin ở đây lại được đêm không ạ? À? Mấy em nói giùm anh là anh ở người Sài Gòn, anh lên đây. Bây giờ tối nay trễ quá anh về Sài Gòn không kịp, anh muốn ở lại xin ở lại đây một đêm. Coi biết nó không? Thôi, cảm ơn. Chú ơi, con ở người Sài Gòn á, con về con xuống đây con đi công việc. Mà bây giờ tối nay trễ quá, con về Sài Gòn bắt xe về không kịp, con có thể xin chú ở lại đây một đêm, sáng mai con về được. Có phiền chú không ạ? Được không chú? Với kinh nghiệm từng có, dường như không giúp được Hoàng Khoa. Còn Kiều Trinh, liệu ngôi nhà tiếp theo có gặp khó khăn như Hoàng Khoa? Con chào cô. Con xin phép cô, tại vì con cũng đi xa ở Sài Gòn dưới này, con xuống con hơi lỡ đường á, thì con xin cô với gia đình có thể cho con ngủ nhờ ở nhà một đêm được không cô? Cái đẹp mà giúp á. À dạ, dạ. Bé.
không biết người bạn đồng hành của mình đã tìm được nhà hay chưa. Về phần mình, Hoàng Khoa bắt đầu lo lắng vì trời đã bắt đầu sập tối. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Chưa ơi. Dạ. Bên phía này là gì đấy? Dạ, cho hỏi là ai chủ nhà? Nhà này... À, tôi dạ chú, dạ con ở Sài Gòn á, à, giờ con tối nay con về không có kịp mà ở đây con không biết đường gì hết á, con sáng mai con mới về được, à. Thì bây giờ con có thể xin ở nhà chú một đêm được không? Thôi qua nhà tôi ngày mai dùng tiếp cho, trồng ớt cho tôi. Nhà tôi sao vậy này? Đâu chú? Đây này gần ngày nãy đó. Dạ dạ chú. Anh em ruột nữa. Dạ dạ hả? Dạ con qua nhà chú được mà. Trồng ớt trồng gì cũng. Dạ. Dạ dạ. Đi đâu chú? Xa không chú? Gần á. Dạ dạ. Chào anh. Cái kiểu Trinh đã xa đi stay lỡ đường thì không biết xin gia đình cho ngủ nhờ ở nhà một đêm được không ạ? Dạ không sao đâu, thì nói chung cho cái giọng này cũng được, tại Kiều Trinh rất thích ngủ giọng. Thấy quan trọng là cả gia đình đồng ý thì mới được phép. Vậy anh nói giúp giùm cô chú là nghĩa là em xin ở đây một đêm thì cô chú đồng ý mới được. Thôi đi, đừng chung tao với anh này đi, hãy đi, chật đi, đặt cho cần kẹo và bám đi. Đồng ý. Dạ rồi, con cảm ơn. Cảm ơn chú. Vậy là Kiều Trinh cũng đã đưa một gia đình cho tá túc qua đêm. Chúc mừng Kiều Trinh. Đa số là làm về gì? Củ hành. Ở nhà mình có làm về củ hành không? À, mình trồng ngoài. À, đất đây là từ đất nhà mình luôn hả? Đây mình đang trồng cà. À, cà chua. Cái hành á mà mình trồng mấy tháng mình mới nhổ. Hai tháng rưỡi. Dạ. Ngay từ khi được gia chủ chấp nhận cho ở nhờ, Kiều Trinh đã nhanh chóng tiếp cận với cuộc sống gia đình. Carrick thì cũng rất may mắn khi gặp được một người dân tốt bụng dẫn về nhà và cho tá túc qua đêm. Chú ông già chú bà xã. Dạ. Chú tên gì ạ? Nhơ. Chú Nhơ. Nghe em ơi, chị báo tin vui cho em là chị đã xin được ở nhà rồi. Bên nhà cô chú làm gì chị? Ờ, chú cũng đằng sau vườn mình có trồng mà cũng trồng hành đó, nhưng mà đã thu hoạch rồi thì trồng cà. À, còn bên em là cô chú bên đây là trồng ớt. À, khoan, em làm ơn xác định lại em xin nhà hồi nào vậy? Kiều Trinh thì rất đơn giản nhỏ nhỏ thôi. Tại vì chị nghe nói nhạc em cũng rất là dễ thương, dễ nghe, thì hình phạt thì bắt em hát một bài nhạc cho chị nghe thôi. Em sẽ yêu cầu chị hát một bài mà em thích, bất kỳ chị hát được, không phải là nhạc của em. Đó là nhạc xưa. Thêm cái câu đó được, chấp nhận rồi, chấp nhận thử thách này. Ở đây thì cô chú với Na với ông xã thì làm ngoài vườn đó. Dạ. Công việc đồng áng ngoài vườn thu hoạch rồi đó. Dạ. Dạ. À, nãy có coi chương trình này chưa? Dạ cũng có. Có coi rồi hả? Dạ. Vậy cũng biết. À, nhưng mà hồi nãy có chắc là hai gia đình kia là không có coi. Mình dạ. Không biết, không có cho. Người Khmer mình ở khu này thì mình có bao nhiêu họ lận? Là... Nhiều quá. Đây là Lâm, họ Lý, dạ. Lê, Thạch, Hồi Sơn. À, dạ. Nhiều quá. Dạ. Rồi ở nhà mình trồng lúa là ở đâu? Lúc mà... Có thu hoạch rồi mình ở đất. Mình đổi. Nằm trong hành rồi. À. Trồng liên tục như vậy chị. Dạ. Nghĩa là qua năm nhưng mà mình sẽ đổi, nghĩa canh tác ở đây nè. Đợt này thì mình trồng lúa, đợt sau mình trồng hành. Nghĩa mình thay đổi, rồi đợt sau mình trồng cà, đợt sau mình trồng ớt. Trong gia đình cô chú thì Trinh đều quý mến đều nhau hết. Tiếc là ngôn ngữ bất đồng. Cả gia đình cô chú và Na với chồng luôn đem một cảm giác cho người thân. Nhìn khuôn mặt cô chú rất là phúc hậu, năng nói là người ta cũng nói là Na giống như có phước đức mới được làm dâu. Gia đình này cũng không có cảm giác gì làm dâu. Chú thì luôn nở cái nụ cười thân thiện, cũng trong gia đình Trinh có tình cảm mọi người đều hết với nhau như người thân của mình. Hành này bao lâu thu hoạch chú? À, cỡ tháng nữa. Tháng nữa. Và ngày nào mình phải ra chăm phải không chú? Sáng mai mình tưới nước. Là đúng thu hoạch của nó là 3 ngày thu hoạch lận. Được cũng 500 ngàn.
tùy theo giá. Mỗi lần cái đống hành này chú bán được hết nhiêu chú? Cũng nếu mà tùy theo giá, nếu mà năm rồi thì mình thu hoạch cũng 3 tấn, 1 tấn thì 1 ký nó 7 ngàn. 3 tấn nó 7,321, được 21 triệu. Trong vòng bao lâu? Cũng 3 tháng. Cả gia đình sống bằng công việc trồng ớt trồng hành, thu nhập không được là bao, nhưng lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm. Với vẻ ngoài chân chất, vừa phải lo toan cho nhà cửa, vừa phải chăm sóc cho người cha đau ốm. Nhưng tất cả những điều đó không làm anh quên đi trách nhiệm của mình. Hãy cùng Hoàng Khoa trải qua một đêm trong ngôi nhà nhỏ này. Cô ở cái bên này được hả? Dạ. À, cái bên nhà mình luôn. Cô ngồi đi, cô ngồi đi. Cô ấy á. Cô sống mình bao lâu rồi? Đúng mà. Vì ở một sắp muối ấy. À, cũng không nhớ hả? Cô ở một mình với mẹ của cô. Dạ. Rồi có hai mẹ con thì khi bà mất rồi mọi người cắt cho cái nhà tình thương ở đây, cô vẫn ở đây một mình. Dạ. Cô với mình có bà con gì không hay là mình chỉ quen? Cũng bà con với mẹ. À dạ, bà con với mẹ. À, mẹ chị thì mất được 3 năm. Dạ. Khi mẹ chị mất cũng khoảng 66 tuổi. Thì hiện tại chị ở Sài Gòn với đứa con gái vậy thôi. Dạ. Cũng hoàn cảnh một mình chị, ba chị ở trên quê cũng xa, nhưng mà tại chị phải ở Sài Gòn để lo cho con cái thì nghe hoàn cảnh cô cũng rất là cũng hiểu, tại cái tấm lòng cũng như động hoàn cảnh chị. Thật sự là chị sống hai mẹ con thì hy vọng cô cũng sẽ cố gắng lên. Em nói giúp cô tất cả mai cách lập nên giờ đá lộ kịch đi chi nặng đất. Rồi cô đang trồng gì vậy đó? Trồng hành vừa nhổ rồi trồng, mới trồng đậu á. À dạ. À đậu trắng ha. Ủa trái bự rồi nè. À ok, hay quá. Ủa, cái bầu ngon quá. Rồi cảm ơn cô biết nhà cô rồi. Thì kế bên cũng mừng. Mình xin ở trọ nhà chú Lâm Kiên. À, nhưng mà người trên ấn tượng như là em dâu của chú đó là cô Sơn Thị Mận. Cô ở kế bên. Cô không có gia đình, cô ở một mình. Thì trên ấn tượng mà cô gặp trên thì cô luôn cười. Nụ cười suốt trên khuôn mặt. Nói chung là khắc khổ. Và không có một nét gì gọi là buồn tủi hay sự cô đơn. Hoàng Khoa thì được anh chủ nhà dẫn sang hàng xóm dự một đám cưới của người Khmer. Tuy không hiểu về ngôn ngữ nhưng có vẻ Hoàng Khoa rất thích thú, tò mò tìm hiểu những phong tục và nghi lễ trong đám cưới. Tay này bao giờ tháo ra chứ? Cổ tay rồi làm lễ cha mẹ anh em các chị các anh đó. Mà cắt bông thì để làm gì? Làm lễ mà để cho ông ngoại bà ngoại. Con gái mới cắt được á. Con gái mới cắt. Ờ. Cũng như ông này hồi xưa ông đi tu. Đi tu á. Tu 13 năm. Ông thực hành về là có gia đình. Sau này ông mới làm thầy được. À, phải tu. Ờ. Chị đỏ làm gì vậy? Chị đỏ là con tay mình á. Giống như lì xì vậy hả? Giống lì xì vậy. Ờ, lì xì. Con mặc cái áo này với lại cái quần giống vậy, nhưng mà cái quần này là quần quần sau sửa, sau này là con mặc cái quần truyền thống luôn á. Sáng con mặc cái quần này là cái áo này cho chương trình á. Trang phục truyền thống của dân tộc Khmer có nhiều điểm đặc sắc khác lạ. Bạn hãy tìm chỗ cho thuê trang phục này và thuyết phục chủ cửa hàng cho bạn mượn để mặc trong suốt quá trình thực hiện thử thách đầu tiên. Nhìn bề ngoài thì nó tương tự như cái đám cưới ở Việt Nam, những cái đám hỏi ở Việt Nam. À, nhưng mà bôi bên trong thì nó khá là phức tạp. Phức tạp về phần lễ nghi, nó phức tạp hơn rất là nhiều. Món bông luộc của mình sắp được hoàn thành. Rất là ngon. Ở Sài Gòn cái món này rất là mắc tiền nha. Nếu em đem một cái dĩa để ra một dĩa bầu luộc thì trong nhà hàng thì ít lắm, phải rẻ lắm, phải 30 ngàn đến 50 ngàn. Nãy nghe nói một cái bầu như này mình bán có 2-3 ngàn. À, giờ bầu rất là tươi, rất là ngon. Thì hôm nay Trinh đến đây, cả nhà đã ăn cơm hết trơn rồi. Bữa cơm rất đơn giản, đạm bạc, nhưng mà đó Trinh trong lòng rất là bồi hồi. Tuy chỉ với món bầu luộc hái ngoài vườn và cũng do chính tay mình nấu, nhưng với tình cảm của những người trong gia đình mà Trinh cảm nhận được cũng đủ để cô có bữa cơm ấm cúng. Buổi sáng tại Sóc Trăng thật yên ả, thanh bình. Hai nghệ sĩ lại tiếp tục trải nghiệm với những công việc của người dân nơi đây. Nghe nói chú 4-5 giờ sáng chú dậy rồi hả? Đi nhổ cỏ. Dạ. Mình cắt cho bò. Cho bò ăn. Dạ. Mình nuôi lâu chưa chú? 7 năm rồi.
Mỗi năm nó đẻ một lần ha, đẻ một lần, lần đẻ một con. Cái cỏ này mình nhổ ngoài cái đồng, đúng không? Nhổ cái đồng. Đi cắt cho ăn. Dạ. Còn hành nó để giống để trồng lấy hành giống á. À đây hả? Dạ. Cái này trồng hành giống rồi ha. Mình cắt ra mình để đây rồi mình phải rải thuốc cho nó thúi. Dạ, không đâu, rải đừng cho nó thúi. Đừng thúi hả? Dạ. À cho nó phơi. Là để phơi khoảng bao lâu rồi mình mới đem đi gặm xuống. Cho nó hơi khô vàng, hơi vàng vàng cái vỏ. Ừ. Trồng cặp vậy? Trồng xé ra. À một cục thôi. Một cục thôi. Dạ. À mới nảy ra thành 3-4 bụi rồi 3-4 cây hành vậy đó hả? Dạ. À, chào buổi sáng chị. Ừ, dậy lâu chưa? 3 giờ sáng em dậy rồi. Wow, giỏi vậy hả? Chị mới được đã đến lúc Karik thực hiện hình phạt của mình của vì tìm được chỗ ở sau Kiều Trinh. Chị ta anh không đòi quà phải của em không? À, thì con chơi với chị này thì ai kiếm nhà trước thì sẽ là người thắng. Rồi à, còn người kiếm nhà sau sẽ bị phạt. Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Bữa nay chị nghe được cái nhạc khỏi remix, chị nghe đúng giọng tác giả rồi, rất là hay. Cái hành này nè, là mình nghe nói là trồng là 1-2 tháng mình mới thu hoạch lần, một mùa em thu hoạch được bao nhiêu tiền? Nếu mà thu hết thì mấy triệu. Mười mấy triệu trong một mùa. Dạ. Rồi thì chỉ cái vốn, nếu như mình phải đầu tư là bỏ vô bao nhiêu tiền, cái tiền vốn á? Cỡ 5-6 triệu. À, vậy cũng nửa tiền vốn rồi. Hơi bị nặng. Đây là trái bầu giống nè. Rất là nặng. Cảm ơn anh. Em cầm bầu. Đây là quà tặng của gia đình cho Trinh. Cảm ơn Na, cảm ơn gia đình rất nhiều. Anh có từng đi nơi, đi lúc mà năm đầu anh đi về quê bên vợ đó. Đi từ đi tới Sài Gòn lên xe Đường Đông. Xong là đây tới Biên Nhân. Mỹ đã ăn cắp lấy tiền một túi á. Yeah. Còn một chú một đồng bạc trong túi luôn. Lúc xong là ông thầy chủ xe đó, ông chuyên nghiệp, ông cho tiền ăn uống đầy đủ đàng hoàng, đưa anh tới nơi. Ừ. Tại vì anh cũng thấy mấy em mà từ xa qua đây cũng nhờ anh em, anh cũng có lòng. Yeah. Không bỏ em được, mà anh tự té xe giờ cũng yếu rồi. Anh té xe? Để mất tập hết thấy không? Anh dằn bỏ xe 12 mét mà không chết. Chào anh Ben. À là anh Ben là mình là thợ cắt tóc hả? Dạ. À mình cắt lâu chưa anh? Khoảng 5 năm ngoài. Dạ. À, anh cắt tóc nam rồi, chú có cắt tóc nữ được không? Dạ. Không được. Gần đây mình có nhờ nhiều thợ cắt tóc trong cái xã mình không anh Ben? Khoảng đây là có hai người. Chủ ở dạ, chỗ kia với ở đây. Dạ. Thì anh Ben học cắt tóc lâu chưa? Học lâu rồi chị. Dạ. Ở trọ trong một gia đình làm hành, xem ra Hoàng Khoa rất có duyên với nghề này. Ở thử thách thứ hai, anh chàng làm rất khổ sở. Cạo như thế nào mới xong? Đuôi nó lại nào? Sao chơi sao chị ơi? Còn bây giờ thì khác rồi, nhìn Khoa làm như một người thợ lành nghề. Đã đến lúc phải nói lời chia tay với những vị chủ nhà hiếu khách. Những nụ cười ấm áp của người ở lại và người ra đi. Không có chuẩn bị hết thì chỉ có món quà nhỏ gửi cô. Thì đây là cái khăn này, khăn kỷ niệm của chị. Đó, một vật kỷ niệm thì chị gửi tặng cô để khi nào trời lạnh thì cô anh tràn vô giữ ấm người. Thật sự là không chuẩn bị gì, cái này gửi món quà gửi tặng cô để đêm tối cô
nấu nước sôi thì để uống trà cho nó ấm khi có một mình. Dạ. Cô giữ sức khỏe nha cô. Dạ. Tuy rất vụng về, nhưng Carrick cũng thể hiện tình cảm của mình khi tự tay làm món trứng chiên. Và kết quả... Sao ông bị bệnh vậy bao lâu rồi chứ? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Tối nào cũng... Bệnh viện hoài đó, đi bệnh viện Bạc Liêu với Cần Thơ. Ăn uống phải hồi ông đàng hoàng. Không uống thích con nào dùng. Là khi ổng không thích là ổng không ăn, bỏ luôn á. Một ngày tối ngày ổng ăn miếng cơm. Tí nữa chú đi rồi chú đem cơm ông ăn. Chừng nào mình đi mình dẫn bà xã trong nhà. Yeah. Tới giờ đó là bưng cho. Tối hôm qua nằm ngủ á, thấy ổng ho hoài. Tính chạy xuống kêu chú rồi. Không biết có sao không? Không, bình thường ổng vậy ngoài à. Tối nào cũng vậy. Quen rồi. Tự mình mua thuốc để cho ông già uống hoài còn tới vậy đó. Chừng nào ông bệnh thì mình đổ hộ. Ăn cái gì? Hộp dịch. Hộp dịch à? Hộp dịch trứng với hành. Sao chứ không làm trứng gà? Không ăn được. Không ăn trứng gà? Không ăn không được. Cũng tới giờ phải chia tay với gia đình thì cho Trinh gửi lời cảm ơn cô chú Lâm Kiên. Với cô thì với Ben với hai vợ chồng đã nhiệt tình cho Trinh ngủ nhờ một đêm. Với gia đình, Trinh có món quà nhỏ gửi cho gia đình. Cái này biếu gia đình. Đây là quyển sách thì có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ. Trong này có 15 người. Thì trong đó có gương mặt và nói chung một số chân dung về cuộc đời thì có của Kiều Trinh trong này. Cái này quà là của nhà tài trợ Dopamine. Cảm ơn gia đình cô chú rất nhiều. Hy vọng sau này có dịp, không biết dịp nào thì sẽ được quay về. Dạ. Rồi cũng cảm ơn gia đình nhiều. Dạ, cảm ơn được đi rất nhiều. Dạ. Cho hạnh phúc nó bầu. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Kiên, cảm ơn cô. Dạ. Con xuống đây con có mang món quà là con không biết là chú có thích cái này không. Cái này là cái đèn sạc. Chú có thể dùng bên đọc báo hay kia cũng được. Con mua này con nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cái chuyện quà các bánh kẹo. Rất là cảm ơn em. Dạ, cũng muốn gửi chú mấy cái phần kẹo này. Tạm biệt vùng đất anh hùng Sóc Trăng, tạm biệt những con người với những tấm lòng rộng mở nơi đây. Hôm nay rời xa, hy vọng sẽ có ngày trở lại. Mỗi cuộc hành trình là một cuộc trải nghiệm thú vị đối với mỗi lữ khách tham gia chương trình. Chúc cho cô chú luôn luôn mạnh khỏe và lúc nào công việc đồng án cũng thuận lợi để gia đình mình có được một cái kinh tế ổn định. Đối với Trinh thì trong gia đình như người thân của mình, con chúc cô chú được nhiều sức khỏe, được nhiều điều bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào. Xin chào. Hy vọng tất cả các bạn sau này sẽ cũng được tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ và các bạn cũng sẽ có những cảm xúc, những kinh nghiệm và những làm kỷ niệm rất là khó quên. Carrick có một cái lời gửi đến các anh em nghệ sĩ, các anh chị nghệ sĩ, đó là đối với những người nào chưa tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ nhưng nếu có cơ hội tham gia thì hy vọng các anh chị sẽ nên tham gia đi, vì nó có rất nhiều cái trải nghiệm mà chắc chắn là không phải lúc nào các anh chị cũng được thấy ở trên thành phố. Nó rất là thú vị và nó có nhiều cái kinh nghiệm sống hơn. Xin chào, xin chào và hẹn gặp lại. Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo của hành trình Lữ Khách 24 giờ với hai lữ khách rất đặc biệt